việc lắp đặt những thiết bị chiếu sáng như đèn đường, đèn pha hay là những cái chiếc đèn năng lượng mặt trời sử dụng trong nhà thì đang ngày càng trở nên rất là phổ biến ở trong cuộc sống hiện nay. Công ty Xenon Solar cũng đang nhận được rất là nhiều cái phản hồi tích cực, cũng như là những cái cuộc điện thoại từ các chủ đầu tư, chủ thầu dự án mong muốn lấy những chiếc đèn năng lượng mặt trời này về để lắp đặt cho công trình của họ. Thì để đáp ứng cho cái nhu cầu chiếu sáng của quý bà con thì ngày hôm nay My xin đại diện cho công ty Xenon Solar giới thiệu quý khách một cái mẫu đèn đường năng lượng mặt trời công suất 100W thế hệ mới nhất. Thì chiếc đèn này hiện tại cũng đang được nằm trong một cái dự án của đèn năng lượng mặt trời ở chiếu sáng đường nông thôn mới ở tỉnh Đồng Tháp. Xin mời quý khách cùng theo dõi tiếp video này để xem chiếc đèn ngày hôm nay nó có ưu điểm gì đặc biệt mà có rất nhiều khách hàng cũng như là chủ thầu, chủ đầu tư dự án lựa chọn chiếc đèn nha. Và xin giới thiệu quý khách mẫu đèn đường công suất 100W thế hệ mới nhất năm 2021 đã và đang xuất hiện ở trong video này. Thì cái mẫu đèn này như quý khách đã thấy thì nó được thiết kế rất là độc đáo. Và khi mà quý khách mua cái bộ sản phẩm này thì nó đã có đầy đủ linh kiện đi kèm, như là một chiếc remote điều khiển cho đèn, các linh kiện ốc vít kèm theo để bắt đèn và pin. Đây là cái bộ bát để bắt đèn với tấm pin, một cái tấm pin năng lượng như thế này. Thì khi mà mua về thì quý khách chỉ cần lắp đặt lên thôi mà không cần phải mua thêm bất cứ chi tiết nào khác đâu nha. Thì cái chiếc đèn này nó có thiết kế rất là đẹp mắt và rất là nhỏ gọn luôn. Ở đây là phần mặt sau của đèn. Và chất liệu vỏ chiếc đèn này được làm từ chất liệu là nhôm hợp kim đúc và được phủ một lớp sơn tĩnh điện màu xám ở phía trên như thế này. Và đây là những cái lá tản nhiệt của đèn. Ở phía trước này là cái phần chip LED cũng như là cái thương hiệu của đèn. Thì chiếc đèn này mang thương hiệu là FXW với công suất là 100W. Và ở đây là cái khung số điện tử để báo hiệu cái lượng pin còn lại trong đèn. Và đặc biệt nữa đó là cái chiếc đèn này nó được chia làm 4 cái OLED như thế này. Thì với 4 cái OLED này thì ở bên trong nó còn có rất là nhiều chip LED nhỏ nữa. Thì với 4 cái OLED được xếp liền nhau như thế này thì nó sẽ giúp cho chiếc đèn khi mà hoạt động thì nó sẽ tỏa cái độ sáng rộng hơn, cung cấp ánh sáng cao hơn cho không gian quý khách lắp đặt. Và ở đây là chỉ số IP của đèn. Thì chiếc đèn này đạt IP là IP66. Thì với cái chỉ số IP tiêu chuẩn này thì quý khách có thể thoải mái sử dụng chiếc đèn này ngoài trời, bất kể trời mưa, gió hay là bão gì thì cũng không cần phải lo ngại đâu nha. Và thêm nữa đó chính là cái phần ốc cố định chiếc đèn. Thì cái phần ốc vít cố định đèn được làm từ chất liệu là inox 304. Thì cái chất liệu này thì nó cũng rất là bền và không bị gỉ xét thời gian. Và đây là cái tấm pin năng lượng để sạc cho chiếc đèn 100W này. Thì tấm pin năng lượng mặt trời này có công suất là 25W và 6V. Kích thước của tấm pin là 450 x 350 x 17mm. Thì như quý khách cũng đã thấy là đây là một cái tấm pin poly có kích thước cũng không quá lớn. Tuy nhiên là khi mà một chiếc đèn đi kèm với một tấm pin năng lượng mặt trời á, thì chắc chắn là tấm pin này nó sẽ cung cấp đầy đủ năng lượng cho đèn để có thể đèn có thể hoạt động vào ban đêm. Và bây giờ thì sau khi mà sơ lược về cái đèn với pin thì bây giờ My cũng sẽ sơ lược về chiếc remote để điều khiển cho đèn nha. Thì đây là chiếc remote để điều khiển cho đèn. Thì trên remote nó vẫn có các nút như là on để bật đèn, off để tắt đèn, các chế độ tăng giảm độ sáng, chế độ auto và các chế độ hiện giờ. Thì điều đặc biệt của chiếc remote này đó chính là với chiếc đèn này thì quý khách chỉ có thể sử dụng remote được vào ban đêm. Vì khi mà quý khách vừa sạc vừa xài thì tức là cái đèn này nó phải vừa nạp vô và nó vừa xả ra thì nó rất là dễ bị chai pin. Nên là cái chiếc đèn này có một cái thiết kế chuyên dùng cũng như là một cái hệ thống bảo vệ pin rất là tốt. Nên là quý khách chỉ có thể điều khiển được đèn vào ban đêm thôi. Thì chiếc đèn này nó cũng có hai hình thức hoạt động, đó chính là hoạt động nhờ chế độ cảm biến ánh sáng và thứ hai là chế độ điều chỉnh bằng remote. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho quý khách cách kích hoạt chế độ cảm biến ánh sáng trước nha. Thì để kích hoạt chế độ cảm biến ánh sáng này thì quý khách chỉ cần nó sẽ dẫn của đèn với pin lại với nhau là được. Hai trên cái dây dẫn của đèn và pin thì nó cũng có hai cái đầu mũi tên, quý khách chỉ cần nối hai cái dấu mũi tên này lại là. Và khi mà quý khách nối xong thì dẫn của đèn với pin mà cái chiếc đèn này nó báo hiệu cái chip LED màu xanh nhấp nháy ở đây thì tức là quý khách đã kích hoạt thành công chế độ cảm biến ánh sáng rồi. Và đây là vào ban ngày nên là chiếc đèn này nó sẽ tắt để sạc pin. Và ban đêm khi không nhận được ánh sáng thì chiếc đèn sẽ tự động bật sáng lên. Mình sẽ che tấm pin lại để cho quý khách xem nha. Khi vào ban ngày chiếc đèn này nó sẽ tắt để sạc pin như thế này. Và ban đêm khi không nhận được ánh sáng nữa thì đèn sẽ tự động bật sáng lên. Thì như quý khách đã thấy thì cái độ sáng của đèn này có cho ra rất là cao. Thì như lúc nãy mình cũng đã nói thì chiếc đèn này chỉ có thể điều khiển được bằng remote
khi vào ban đêm. Thì đây là vào ban ngày, đó là bây giờ mình sẽ ấn vào nút on thử có đèn có sáng không nha. Đó. Đây, nó không sáng. Bây giờ mình sẽ che tấm pin lại. Bây giờ mình sẽ tắt đèn. Đây. Bật tắt rất là dễ dàng luôn. Và ở đây thì quý khách cũng có thể tăng giảm độ sáng của đèn theo ý thích. Bây giờ mình sẽ giảm cái độ sáng của đèn lại. Wow, cái độ sáng của đèn này khi mà giảm thì nó đạt tới mức tối đa luôn rồi nè. Bây giờ mình sẽ tăng độ sáng. Cái ánh sáng của đèn cho ra rất là cao luôn. Và bên cạnh đó thì quý khách có thể điều chỉnh cái cấp độ sáng 50% hoặc 100% tùy theo nhu cầu của quý khách. Thì bây giờ mình sẽ ấn vào chế độ 50% trước nha. Đây, đây là ánh sáng 50% và đây là ánh sáng 100%. Và trong một ngày thì khi mà quý khách nạp đủ năng lượng cho đèn thì chiếc đèn có thể sáng tối đa lên đến 20 tiếng tùy theo cấp độ điều chỉnh ánh sáng quý khách. Bên cạnh đó, nếu như mà quý khách hàng nào không muốn chiếc đèn này sáng liên tục nguyên đêm thì quý khách cũng có thể ấn vào các chế độ hẹn giờ ở đây. Thì ở đây có 3 chế độ hẹn giờ là 4 giờ, 6 giờ và 8 giờ. Thì cái chế độ hẹn giờ này khi mà quý khách ấn vào á, thì đây là chế độ hẹn giờ tắt chứ không phải chế độ hẹn giờ bật lên. Thì tức là khi mà quý khách ấn vào nút 4 giờ hoặc 6 giờ hoặc 8 giờ thì đèn sẽ hoạt động cho đến khi hết cái thời gian hẹn giờ thì đèn sẽ tự động tắt. Và với một chiếc đèn cao cấp thế hệ mới nhất năm 2021 này thì đang được rất là nhiều quý bà con quan tâm và lựa chọn sử dụng. Thì ở đây là những cái chiếc đèn mà công ty Xenon Solar Light chuẩn bị đưa vào cho một cái công trình ở tỉnh Đồng Tháp. Và với một chiếc đèn cao cấp, chất lượng với mẫu mã đẹp mắt như thế này thì đang được bán một cái mức giá cực kỳ ưu đãi. Thì đó cũng là một cái lý do là tại sao các nhà thầu cũng như là các chủ đầu tư lựa chọn chiếc đèn năng lượng mặt trời thương hiệu FXW công suất 100W này để lắp đặt cho công trình của họ. Và bây giờ thì My sẽ báo giá cái chiếc đèn công suất 100W thương hiệu FXW này. Thì hiện tại công ty Xenon Solar Light đang cung cấp ra thị trường với mức giá là 1.400.000, bao gồm phí vận chuyển tận nơi trên toàn quốc, và đèn này sẽ được bảo hành trong vòng 2 năm. Và nếu khách hàng nào có quan tâm thì đừng quên nhấc điện thoại và liên hệ ngay với My qua số điện thoại trên màn hình để My có thể tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng cho quý khách. Bên cạnh đó thì ánh sáng chiếc đèn này cho ra thì rất là tốt luôn, nên là được rất là nhiều bà con cũng như là quý chủ đầu tư lựa chọn sử dụng. Thì nếu khách hàng nào có quan tâm cái mẫu đèn năng lượng mặt trời công suất 100W này thì đừng quên nhấc điện thoại và liên hệ ngay với My qua số điện thoại trên màn hình. Thì bên cạnh đó thì nếu quý khách hàng nào có cần mua số lượng lớn hoặc là các chủ đầu tư, chủ thầu dự án nào có xem được cái video này thì có thể liên hệ theo hai số điện thoại ở đây. Thì hy vọng là cái chiếc đèn ngày hôm nay mà My giới thiệu trong video này sẽ đáp ứng được nhu cầu chiếu sáng của quý bà con ở gần xa cũng như là các quý chủ đầu tư, chủ thầu dự án nào có quan tâm chiếc đèn năng lượng mặt trời thì cũng có thể cân nhắc và lựa chọn chiếc đèn này để sử dụng. Và video giới thiệu đèn đường năng lượng mặt trời công suất 100W thương hiệu FXW ngày hôm nay cũng đã kết thúc tại đây. Thì cảm ơn quý khách đã xem hết video này. Và quý khách đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh ở bên góc trái màn hình và nhấp vào chuông thông báo ở kế bên để đón xem cũng như là không bỏ lỡ bất cứ video nào của công ty Xenon Solar Light nha. Xin cảm ơn quý khách đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách ở những video kế tiếp.